Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thẩm định chặt chẽ các dự án phát sinh nhiều chất thải, tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với các cơ sở phát sinh lưu lượng nước thải lớn là những giải pháp mà Hưng Yên có kế hoạch triển khai nhằm tăng cường kiểm soát xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản số 1985 về việc tăng cường giải pháp kiểm soát xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ra soát tổng hợp đánh giá tổng thể hiện trạng các nguồn nước thải có xả thải trực tiếp và gián tiếp vào hệ thống Bắc Hưng Hải, từ đó xây dựng kế hoạch lộ trình đầu tư triển khai các dự án đầu tư cho việc cải tạo phục hồi môi trường đối với các đoạn sông bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn nhằm giảm thiểu, cải thiện chất lượng môi trường nước hệ thống sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt các đô thị, khu dân cư nông thôn, ưu tiên các khu dân cư dọc sát hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định chặt chẽ về môi trường các dự án đầu tư, kiên quyết từ chối tiếp nhận các dự án phát sinh nhiều chất thải, nhất là nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường chưa cao. Xả thải trực tiếp ra hệ thống Bắc Hưng Hải và các sông nhánh, thực hiện quan trắc giám sát chất lượng nước hệ thống Bắc Hưng Hải và các dòng sông kênh theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh, các trạm quan trắc tự động liên tục chất lượng nước mặt. Tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với các cơ sở phát sinh lưu lượng nước thải lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt các cơ sở xả thải ra hệ thống Bắc Hưng Hải và các sông nhánh. Rà soát yêu cầu các cơ sở có lưu lượng nước thải từ 100 mét khối ngày đêm trở lên, lắp đặt vận hành hiệu quả các thiết bị quan trắc tự động liên tục nước thải để kiểm soát nguy cơ ô nhiễm môi trường nước mặt. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên lên kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại làng tái chế Trì, xã Chỉ Đạo và tái chế nhựa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, trinh sát để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố rà soát đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường liên quan đến hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đề ra các kế hoạch, biện pháp cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn quản lý. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra thực hiện việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng sông thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, yêu cầu hoàn trả hiện trạng lòng sông, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có chiều dài hơn 232 km, chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, từng là công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc. Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hệ thống thủy lợi này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Kết quả quan trắc năm 2023 cho thấy, khoảng 90% các vị trí quan trắc có một hoặc nhiều thông số ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng, vi sinh, vừa giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam. Việc cải thiện ô nhiễm chất lượng nước hệ thống Bắc Hưng Hải được Trung ương và các địa phương rất quan tâm trong những năm qua. Mới đây, Quy hoạch Bảo vệ Môi trường Quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn năm 2050, công bố 9 dự án trọng điểm phục hồi môi trường, trong đó có đề án thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Bảy tháng năm 2024, toàn tỉnh có 32 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, nâng tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 578 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao như điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp nhẹ, các ngành sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh. Nhật Bản là quốc gia có nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhất với 176 dự án, thứ hai là Hàn Quốc có 154 dự án, Trung Quốc có 152 dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hoa Hồng, Seros,
với tổng vốn đầu tư 284,3 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất sử dụng là 24.320 m2, được thực hiện tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, với tổng tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư là 20,8 tỷ đồng, tổng chi phí đầu tư xây dựng là 263,5 tỷ đồng. Vị trí khu đất phía đông giáp với công ty 4P, phía đông nam giáp đường quy hoạch 25m, phía tây bắc giáp khu dân cư, phía tây nam giáp hành lang quốc lộ 5. Khu đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hoàng Gia tại quy định số 27777 QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020. Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện dự án nộp hồ sơ đăng ký về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên trước 9 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2024. Dự kiến thời gian đầu tư dự án là 3 năm, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu dân cư mới, có không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kết nối thuận tiện với khu dân cư hiện hữu. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại phía Bắc đường DH57 vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện ngày 29 tháng 7 năm 2024. Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 980 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 82 tỷ đồng. Xây dựng trên địa bàn các xã An Vĩ, Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 97.801 m2, quy mô dân số khoảng 1.545 người. Dự án cung cấp 243 căn nhà ở liền kề, 67 căn biệt thự. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ đầu tư 60 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là công ty cổ phần HMS Hưng Yên, có địa chỉ trụ sở tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Công ty thành lập tháng 3 năm 2024, vốn điều lệ theo đăng ký thay đổi cấp ngày 13 tháng 6 năm 2024 là 220 tỷ đồng. Giá vàng ngày 2 tháng 8 ngược chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh lên gần 80 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng các thương hiệu trong nước tăng 800.000 đồng lên gần 80 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục được điều chỉnh tăng. Hiện tại, giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra ở mức 79,8 triệu đồng một lượng. Các công ty vàng bạc đá quý cũng duy trì bán vàng miếng ở mức này. Ở chiều mua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn, tập đoàn Doji, tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, PNG và công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 77,8 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 4.9 niêm yết lần lượt ở mức 76,2 triệu đồng một lượng mua vào và 77,55 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 250.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn 4 số 9 thương hiệu Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh tăng 300.000 đồng chiều mua và 350.000 đồng chiều bán lên lần lượt 76,4 đến 77,65 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG neo ở mức 75,6 triệu đồng một lượng và 77,06 triệu đồng một lượng. Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang mua vào bán ra mốc 76,43 triệu đồng một lượng và 77,6 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng chiều mua và 350.000 đồng chiều bán ra so với rạng sáng qua. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn với giá 76,35 triệu đồng một lượng và bán ra mức 77,65 triệu đồng một lượng, tăng 350.000 đồng ở cả hai chiều.